Em Hà Giảm Cân xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube Hà Giảm Cân. Video ngày hôm nay em Hà sẽ chia sẻ cho các anh chị 5 loại thực phẩm mà chúng ta cần phải tránh xa nếu như muốn giảm cân, diệt mỡ thừa thành công và hiệu quả. Và thực phẩm số 5 sẽ làm cho các anh chị bất ngờ đấy ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của video các anh chị nha. Top 1 các thực phẩm mà các anh chị cần phải tránh xa đấy chính là các loại đồ ăn vặt mà chứa nhiều đường. Chúng ta có ví dụ như là chè này, rồi bánh kẹo này, rồi nước ngọt, rồi trà sữa. Thì đa phần những cái loại thực phẩm nào mà chứa nhiều đường ấy, thì nó đều không tốt cho việc giảm cân, giảm mỡ thừa. Và các loại đồ ăn vặt chứa nhiều đường thì tốt nhất là mình hãy tránh xa để giúp cho mình đạt được cái hiệu quả giảm cân, giảm mỡ thừa là tốt nhất. Và hầu hết những cái loại thực phẩm chứa nhiều đường này thì chúng không tốt cho việc giảm cân và chúng cũng không tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Nó sẽ khiến cái lượng đường trong máu của các anh chị là tăng giảm bất thường. Nó tăng lên thì tăng lên rất là chóng mặt và nó hạ xuống thì hạ xuống rất là nhanh. Nên là sẽ khiến cho mình là thứ nhất là cái đường huyết của mình tăng giảm bất thường, và thứ hai là sẽ khiến cho mình là nhanh đói, nhanh no. Nên là mình sẽ rất khó kiểm soát được cái chế độ ăn uống của mình, nên là cái hiệu quả giảm cân nó bị ảnh hưởng. Và khi cái đường huyết của chúng ta bị tăng giảm bất thường như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra những cái bệnh lý liên quan đến tiểu đường rất là cao. Các anh chị cần tuyệt đối tránh xa những cái loại thực phẩm này các anh chị nha. Và top 2 chúng ta có đấy chính là các loại hạt giàu chất béo, ví dụ như là hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt óc chó, rồi hạt bí, hạt hướng dương, hạt lạc. Thì đa phần những cái loại hạt giàu chất béo này nếu như mà mình ăn uống có kiểm soát thì chúng rất tốt cho sức khỏe, cũng hỗ trợ cho cái việc giảm cân, giảm mỡ thừa. Thế nhưng mà hầu hết chúng ta ăn những cái loại hạt giàu chất béo này thì thường là các loại hạt giàu chất béo thì chúng có lượng calo cao và chúng được chế biến rất là hợp khẩu vị, nên là thường mình có xu hướng lại ăn quá dư thừa. Điển hình nhất là cái loại hạt hướng dương rồi hạt bí. Khi mà mình ngồi uống nước, rồi mình ngồi đám cưới mình uống nước này, rồi mình ngồi tám chuyện, các chị em ngồi tám chuyện đi, thì mỗi lần ngồi ăn rất là nhiều và dư thừa lượng calo rất là lớn. Và điều này sẽ vô tình ảnh hưởng đến cái hiệu quả giảm cân, giảm mỡ thừa của chúng ta. Nên là tốt nhất để mình giảm cân, giảm mỡ thừa hiệu quả thì tốt nhất là mình tránh xa các loại hạt giàu chất béo các anh chị nha. Và top 3 những cái loại thực phẩm mà chúng ta cần tránh xa đấy chính là các loại chất béo xấu. Ví dụ như chúng ta có là các cái loại dầu ăn chiên đi chiên lại này, rồi dầu ăn ở các cái tiệm ăn vặt, các cái quán ăn vỉa hè này, rồi chúng ta có mỡ động vật, da động vật mà được nuôi công nghiệp, rồi lòng đỏ trứng gà công nghiệp. Thì những cái loại chất béo xấu này chúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân, giảm mỡ thừa của chúng ta. Đa phần những cái loại chất béo thì chúng đã có lượng calo rất là cao rồi, mà những cái loại chất béo xấu này thì chúng không những là lượng calo cao mà chúng còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta, ảnh hưởng rất lớn đến cái việc là lưu thông máu này, sẽ khiến cho mỡ máu của mình bị tăng cao, nên là lưu thông máu sẽ bị ảnh hưởng, cũng như là sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe tim mạch của chúng ta. Nên là để giảm cân, giảm mỡ thừa hiệu quả cũng như là để đảm bảo sức khỏe cho mình thì tốt nhất là các anh chị tránh xa các cái loại chất béo xấu trong quá trình mình ăn uống, sinh hoạt. Kể cả mình không muốn giảm cân, giảm mỡ thừa thì cũng nên tránh xa các cái loại chất béo xấu các anh chị nha. Và top 4 những cái loại thực phẩm mà các anh chị cần tránh xa đấy là các loại tinh bột trắng. Ví dụ như là cơm trắng này, bún, phở, miến, bánh mì, bánh bao, rồi các loại bột mì. Thì thông thường những cái loại tinh bột trắng này chúng có cái chỉ số đường huyết cao, nên là khi mà mình ăn vào sẽ khiến cho cái lượng đường trong máu của chúng ta tăng cao. Và khi lượng đường trong máu của cơ thể mà ở mức cao thì cơ thể sẽ tắt đi cái công tác đốt mỡ. Nên là khi mà mình ăn nhiều các loại tinh bột trắng thì cơ thể của mình nó sẽ không giảm cân và đốt mỡ thừa các anh chị nha. Tuy nhiên là nếu như anh chị nào mà ví dụ như là công việc, tính chất công việc của mình là lao động nặng nhọc này, rồi hoặc là mình có thể là mình thường xuyên thể dục thể thao, thì mình vẫn có thể sử dụng các cái loại tinh bột trắng khi mà mình áp dụng giảm cân, giảm mỡ thừa. Tuy nhiên thì em Hà vẫn lưu ý là mình chỉ nên sử dụng vào bữa trưa thôi. Thế còn bữa sáng và bữa tối thì các anh chị nên sử dụng những cái loại tinh bột từ những cái loại ngũ cốc nguyên cám, thì chúng sẽ giúp cho mình là giảm cân, giảm mỡ thừa hiệu quả và giúp cho mình kiểm soát cái đường huyết tốt hơn. Ví dụ như chúng ta có là yến mạch này, rồi gạo lứt này, ngô khoai sắn này, các loại hạt họ đậu này. Thì những cái loại ngũ cốc nguyên cám này chúng có nhiều chất xơ này và chúng có cái chỉ số đường huyết tối ưu hơn cho cái việc giảm cân, giảm mỡ thừa. Qua đó sẽ giúp mình cái đạt được cái hiệu quả giảm cân, giảm mỡ thừa tốt hơn, cũng như là nó giúp cho mình kiểm soát đường huyết rất là tốt, rất tốt cho những anh chị nào bị các bệnh lý về tiểu đường. Đấy, thì mình lưu ý các anh chị nha. Và top 5 những cái loại thực phẩm mà chúng ta cần tránh xa trong quá trình giảm cân, giảm mỡ thừa đấy chính là các loại hoa quả ngọt, rồi nước ép hoa quả. Nhiều khi mình nghe được thông tin đâu đó là ăn ổi này, rồi ăn táo hay là ăn bưởi, ăn dứa là giúp mình giảm cân, giảm mỡ thừa.
Thế nhưng mà trên thực tế thì các khảo sát đó cho thấy là các cái loại hoa quả ngọt thì chúng chứa nhiều cái đường fructose. Mà cái đường fructose này thì nó cản trở rất là đáng sợ đến cái hiệu quả giảm cân giảm mỡ thừa của chúng ta. Thậm chí ảnh hưởng của chúng còn xấu hơn cả những cái loại tinh bột trắng mà em Hà vừa chia sẻ ở trên. Ví dụ như là mình lao động làm việc nặng nhọc, rồi mình thể dục thể thao thường xuyên, mình ăn tinh bột trắng vẫn có thể giảm cân giảm mỡ thừa. Thế nhưng mà nếu như mà mình sử dụng nhiều các cái loại hoa quả ngọt rồi nước ép hoa quả thì gần như là mình sẽ không thể giảm cân đốt mỡ được. Nên là các anh chị lưu ý, muốn đạt được cái hiệu quả giảm cân giảm mỡ thừa là tốt nhất thì các anh chị tuyệt đối tránh xa các cái loại hoa quả ngọt rồi nước ép hoa quả các anh chị nha. Thế như cái chế độ giảm cân mà em Hà tư vấn thì thông thường là mình sẽ áp dụng 6 ngày giảm cân và ngày thứ 7 thì mình được ăn uống tự do. Nên là những anh chị nào mà ví dụ mà mình thèm hoa quả ngọt, thèm trái cây thì mình có thể ăn uống vào cái ngày mình ăn tự do đấy, thông thường sẽ là vào ngày cuối tuần. Đấy. Thế những anh chị nào mà quan tâm đến chế độ giảm cân mà em Hà tư vấn thì mình có thể nhấn vào góc bên này. Ở đấy em Hà có chia sẻ chi tiết công thức giảm cân bên em để các anh chị có thể tham khảo. Và trên đây em Hà vừa chia sẻ cho các anh chị 5 loại thực phẩm mà mình cần tránh xa để đạt được cái hiệu quả giảm cân giảm mỡ thừa là tốt nhất. Em Hà giảm cân cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu như thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật các anh chị nha.